Ok các bạn, thì hôm nay là cuối tuần ha, thì mình vừa bốc hộp ra những con hàng nó vừa mới về Nhật hết bạn, toàn bộ là Nhật hết ha. Hiện tại mình có vài con rồ luôn nè, hôm trước anh em nào hỏi mình con rồ thì mình đã về rồi, và giá hiện tại là gần cuối năm rồi. Nhật á, hiện tại sẽ nghỉ vào Tết dương lịch các bạn, Tết nên giá thì hàng nó sẽ lên rất là cao. Thì những tay Hori này mình cũng có vài, và giá hiện tại của con rồ này là 7,5 triệu H1T1T. Con Phát anh em quen hụ không? Con Phát đời 2013 tới giờ cũng chục năm rất là ngon. Phát mình chỉ về 1,200 thôi, con Phát 1,200 nó ngang ngửa với con 1,000 với 1,100, thì giá của con này là 5,3 triệu đó. Và cái con này nè, con Phát 1,200 luôn, tại bộ là máy Nhật các bạn, nguyên tem zin nha. Tem zin này thì cũng có, sẽ có một cái video mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách mà để hai cái tản nhiệt, hai cái tản nhiệt các bạn, thì cũng sẽ có thôi, thì các bạn từ từ theo dõi trên kênh giúp mình ha. Rồi con này là 5 triệu H1T1T, toàn bộ là H hết các bạn, 9.0 ha. Con này rất là đẹp, bản này là bản con up đầu tiên nè, rất là đẹp ha. Tay nữa mình mới vừa lột keo các bạn, nó dán keo để bảo vệ cho nó ấy, rất đẹp ha bản này. Con đầu tiên, bản này là 1,200 bơi luôn các bạn, 1,200 bơi thì nó sẽ là ổ cứng một tơi sẵn luôn. Con này giá của nó là 5,5 triệu đó, máy nguyên tem zin chưa mở, toàn bộ là zin hết ha các bạn. Siêu của nó ngoài sao á, con này 1,200, tay bộ là 1,200 hết. Rồi mình có về thêm một số tay Hori nữa, thì giá của tay Hori này là 1 triệu. Tay này là hãng lướt nha bạn, hãng lướt chính hãng Hori, nếu mà mới á này các bạn có thể xem giá đó nè, 5,690, tùy các bạn, nó có tầm khoảng 5,600 tới 6,000 7,000. Tay những tay này là tay hàng lướt hết, tay kết nối Bluetooth thì mình sẽ cũng có một cái video mình chia sẻ cho các bạn xem màu xám. Những cái tay này đồng giá hết là 1 triệu. Nintendo Switch Hori, đây là một hãng thứ ba của Switch các bạn, và được Nintendo công nhận là hàng của Nintendo các bạn. Hori ha, một hãng ba, là anh em nếu mà chơi PlayStation thì sẽ biết tới cái hãng này. Hori rất là êm, nó có chế độ quách cấp luôn các bạn. Quách cấp là các bạn bấm nó sẽ bật lên á, kết nối Bluetooth ha, sạc Type-C thì các bạn cũng có thể là sạc qua cái nguồn của sạc của Switch cũng được, thì nó là 5V 1,5A đó hay được. Và những con slim đó anh em thấy gì không, chẳng em thích những cái bản này, thì giá của con này là 7 triệu h. Bản này là Day of Play rất là đẹp ha, con này limited bạn, con này nào bạc thì mình sẽ có một video riêng luôn cho con này. Con này là 7 triệu ha, thì mình không biết anh em, nếu mà anh em mua thì mình sẽ không kịp quay review đâu. Hôm nay là chủ nhật thì mình nếu mà ấy hơn thì có thể là hư 3, 4 các bạn. Rồi đó, con rồ, con slim, thì slim thì như trước mình có báo các bạn, slim nè, bản màu trắng với bản màu đen, thì con này là hiện tại là 6,5 triệu, giá máy đang lên các bạn, cuối năm ha, hàng rất là khang. Toàn bộ mình về là hàng Nhật các bạn, bạn nhìn nè, ở tem mát đồ Nhật hết, mã máy là không không nha bạn, không phải là ấy trò chơi đâu. Đây cái tem đâu quên tiêu rồi, ui da. Sony Latison 1,200 nha bạn, các bạn thấy không, 1,200 bơ đó, đuôi không không mới là mã của Nhật, đuôi không mà đuôi mà 15 là của US, 16 là EU, 18 là có thể là 18 là có thể Hàn hoặc Việt Nam. Con full box á là 6,5 triệu, con không hợp là 6,2 triệu, thì giá mình luôn cập nhật trên web của mình, các bạn có thể là xem tham khảo trên đó giúp mình ha. Ok, còn tay cầm là một số tay cầm mình có về full box, thì full box thì nó sẽ mắc hơn một tí. Nếu mà các bạn lấy full box thì giá của nó sẽ là cộng thêm 50 là 700, bình thường một cái tay sẽ là 650, tay zin Nhật hết ha các bạn, toàn bộ là mã zin Nhật. Ui da, đây đã không sang được mấy tay ác thì Magma Red chỉ không hàng Nhật các bạn, mã duy lúc nào nó cũng mắc hơn so với những cái mã khác các bạn, có chết thì nó cũng chết gù thôi. Nãy được hết, cũng có một cái tay này bên Nhật cũng về có thú vị các bạn, nó tặng kèm mình không biết tay này chơi ngon mà không biết nữa, cứ để đi. Toàn bộ tay hết thì các bạn lấy hộp thì sẽ cộng thêm cho mình là 50,000 ha. Còn nếu mà tay không thì chỉ là 650 thôi. Con này thì mình cũng sẽ dành một cái video riêng để mình trải nghiệm cho bạn xem đẹp như thế nào, mở hộp đó ha bạn. Thì mình hôm nay thì cũng sơ sơ thôi, mình mở hộp ra hết rồi. Rồi đây là những con tay bình thường nè, rồi mệt quá trời tay luôn, mình chưa kịp mở ra luôn mà chưa khui luôn nè, toàn bộ là tay zin Nhật đó. Khi mà mình mở ra rồi mình sẽ vệ sinh đồ ảnh đồ này nọ lên hết, đây là quá trời luôn bạn, không thể nào mà thấy hết được. Các bạn không cảm nha, tin nhắn thì cũng khá là nhiều, mình không thể nào mà trả lời hết. Bạn có mà thấy mình biết tin nhắn thì bạn gọi trực tiếp cho mình giúp mình.
tay ha, thì mình chưa có lười mình mở ra đó, viên mã Nhật hết các bạn. Đây là mã gì này, mình chưa có vệ sinh đồ này nọ hết, mã gì các bạn đó, mình chưa vệ sinh đồ hết ha, mình chưa mở ra luôn á, sao mà vệ sinh được đó. Nhật qua rất là nhiều sáng rồi, mở được không ta? Mở cho các bạn xem, chưa vệ sinh đồ ha, thì Nhật qua rất là sạch các bạn. Đó, nhìn cái tay trắng đã không ha, mã của nó mã gì nha các bạn, 2G rất là đẹp, còn rất là nhiều tay ha. Cái này mình phải test được mà vệ sinh đồ này nọ là hết chứ không thể nào để mà bán được các bạn. Đó, rất là nhiều màu ha. Đó, thì mấy cái này thì mình cũng dành một cái video riêng đi các bạn. Thì anh em nào mà cần vệ sinh tay cầm đồ gì đó thì mình cũng sẽ có một video mình sẽ chia sẻ cho bạn luôn những cái lặt vặt đồ này nọ. Chứ mà video mà toàn chỉ kiên không thì nó buồn buồn xíu các bạn. Đó, tay này cũng rất là đẹp. Đó, tròn đồ tì. Bản này là bản quân quơ gì đó, không phải. Bản gì vậy mình quên mất tiêu cái tên rồi. Con đồ tì có các bà nè. Đó, thì sơ lược thì những tay rất là ngon nha, mà cái tay mình về 4 cái các bạn, như còn cái 2 cái nữa, giá của nó cũng khá là cao, mình săn được cũng ít thôi, tay là lướt, tay rất là ngon, cũng có sẽ có một video chia sẻ riêng các bạn. Trong cái video này thì là không thể nào hết được, mình chỉ chia sẻ một số ít cho các bạn xem thôi. Đỏ các bạn, cũng giá như cũ 650, không hợp, có hợp là 700. Râu này là 7.200, phát 1.200, slim có thể là 2.201, 2.2 slim mà nó như nhau hết thôi, không khác gì đâu. Còn con này cũng sẽ có một video mở hộp ra cái đồ này nọ cho các bạn xem. Máy Nhật nha bạn, trời ơi 7.200 nè, sau quay hộp con này ra cho các bạn xem. Con máy Nhật hết, toàn bộ nó Nhật hết, còn nhiều lắm, mình đưa ảnh để cho các bạn xem. Rồi ok, video ngắn gọn hôm nay tới đây thôi, quá bận rộn rồi. Ok, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, nhớ bấm like đăng ký kênh giúp mình. Ok.